Phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 6. Bồ Tát Ca Diếp lại thừa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phạm hạnh thanh tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả các pháp đều là phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nói tất cả các pháp như vậy thì ý nghĩa không xác định. Vì sao vậy? Như Lai có lúc dạy rằng tất cả các pháp là thiện và bất thiện, hoặc có khi dạy là quán bốn niệm xứ, hoặc dạy là 12 nhập, hoặc dạy là thiện tri thức, hoặc dạy là 12 nhân duyên, hoặc dạy là chúng sanh, hoặc dạy là chánh kiến và tà kiến, hoặc dạy là 12 bộ kinh, hoặc dạy là nhị đế. Này Như Lai nói rằng tất cả các pháp là phạm hạnh thanh tịnh, không biết là nói đến ý nghĩa nào. Phật dạy: lành thay, thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn vi diệu này mới chính là kho báu trong tất cả các pháp. Ví như biển cả là kho chứa tất cả các loại châu báu, kinh Niết Bàn này cũng vậy, là kho tàng sâu kín chứa đựng tất cả ý nghĩa của văn tự. Thiện nam tử, như núi Tu Di là nguồn gốc của mọi thứ cây thuốc, kinh này cũng vậy, chính là căn bản của giới hạnh Bồ Tát. Thiện nam tử, ví như hư không là nơi dung chứa hết thảy mọi vật thể, kinh này cũng vậy, là nơi quy tụ của hết thảy mọi pháp lành. Thiện nam tử, ví như cơn gió mạnh không gì có thể trói buộc được, tất cả Bồ Tát tu hành kinh này cũng vậy, không bị tất cả các pháp xấu ác phiền não trói buộc. Thiện nam tử, ví như chất kim cang rắn chắc không gì phá hoại được, kinh này cũng thế, dù có những kẻ ngoại đạo xấu ác tà kiến cũng không thể phá hoại. Thiện nam tử, ví như cát sông Hằng không ai có thể đếm được, ý nghĩa kinh này cũng vậy, không ai có thể tính đếm. Thiện nam tử, kinh điển này vì các vị Bồ Tát mà làm ngọn cờ chánh pháp, như ngọn cờ của vị vua trời Đế Thích. Thiện nam tử, kinh này là vị thương chủ dẫn dắt đoàn khách buôn hướng đến thành thị Niết Bàn, cũng giống như vị thầy dẫn đường giỏi nhất đưa những người đi buôn hướng về biển cả. Thiện nam tử, kinh này có thể vì các vị Bồ Tát mà chiếu tỏa ánh sáng chánh pháp, như mặt trời mặt trăng có thể phá tan mọi sự tối tăm u ám ở thế gian. Thiện nam tử, kinh này có thể vì những chúng sanh bệnh khổ mà làm vị thuốc quý, cũng như nơi tuyết sơn có vị thuốc kỳ diệu trị được tất cả các bệnh. Thiện nam tử, kinh này có thể làm cây gậy chống cho những kẻ nhất xiển đề, cũng như những kẻ suy nhược yếu ớt nhờ có cây gậy để chống mà đứng lên được. Thiện nam tử, kinh này có thể làm cây cầu vượt qua sự khổ cho tất cả những kẻ xấu ác, cũng như cây cầu ở thế gian giúp cho mọi người đều có thể đi qua sông. Thiện nam tử, kinh này có thể làm bóng râm che mát cho những kẻ lang thang trong 25 cảnh giới hiện hữu, khi gặp phải cơn nóng nực phiền não, cũng như rủ lọng ở thế gian che được nắng nóng. Thiện nam tử, kinh này như vị vua dũng mãnh không sợ sệt, có thể phá trừ tất cả quỷ ác phiền não, cũng như chúa sư tử hàng phục tất cả các loài thú. Thiện nam tử, kinh này như vị thầy tinh thông thần chú, có thể phá trừ tất cả ác quỷ phiền não, cũng như vị chú sư ở thế gian có thể trừ khử loài yêu quái sống trong gỗ đá. Thiện nam tử, kinh này như trận mưa đá mạnh mẽ nhất có thể phá hoại quả báo sanh tử, cũng như mưa đá ở thế gian phá hoại các loại cây trái. Thiện nam tử, kinh này có thể làm vị thuốc hay cho người bị hư hoại con mắt giới thể, cũng như vị thuốc an xả na ở thế gian có thể trị lành bệnh đau mắt. Thiện nam tử, kinh này có thể làm chỗ dựa vững chắc cho hết thể các pháp lành, cũng như mặt đất ở thế gian có thể làm chỗ đứng vững cho mọi vật. Thiện nam tử, kinh này là tấm gương sáng cho những chúng sanh hủy phạm giới luật soi vào, cũng như gương sáng ở thế gian nhìn vào có thể thấy được các hình sắc ảnh tượng. Thiện nam tử, kinh này có thể vì những kẻ không biết hổ thẹn mà làm y phục, cũng như quần áo ở thế gian che kín thân thể cho những người biết hổ thẹn. Thiện nam tử, kinh này có thể làm tài vật quý báu cho những kẻ nghèo thiếu pháp lành, cũng như vị công đức thiên làm lợi ích cho những người nghèo khó. Thiện nam tử, kinh này có thể làm nước cam lộ cho chúng sanh khao khát chánh pháp, cũng như nước có đủ tám vị ở thế gian giúp cho người giải trừ cơn khát. Thiện nam tử, kinh này có thể làm giường chánh pháp cho kẻ phiền não nghỉ ngơi, cũng như người ở thế gian gặp được giường nằm yên ổn. Thiện nam tử, kinh này có thể làm cỗ xe thánh tịnh trang nghiêm đầy đủ các thứ chuỗi ngọc, hương hoa, hương phết, hương bột, hương đốt, dành cho hàng Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, hơn cả chỗ thọ nhận niềm vui vi diệu của tất cả sáu pháp ba la mật, giống như được ở dưới cội cây ba lợi chất đa la trên cõi trời đao lợi. Thiện nam tử, kinh này là lưỡi rìu trí tuệ sắc bén rắn chắc có thể đốn ngã hết thảy những cây lớn phiền não, là lưỡi dao bén có thể cắt đứt mọi tập khí, là dũng sĩ mạnh mẽ có thể dẹp tan bọn oán tặc ma, là lửa trí tuệ đốt cháy củi phiền não, là kho chứa nhân duyên xuất sanh chư Phật Bích Chi, là kho chứa thanh văn sanh ra các vị thanh văn, là mắt nhìn của tất cả chư thiên,
là con đường chân chánh của tất cả loài người, là chỗ nương dựa của tất cả súc sanh, là chỗ giải thoát của loài ngạ quỷ, là nơi đáng tôn kính nhất trong cõi địa ngục, là món khí cụ cao quý nhất của tất cả chúng sanh trong mười phương, là cha mẹ của chư Phật mười phương trong cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Thiện nam tử, cho nên kinh này thâu nhiếp tất cả các pháp. Như trước ta đã nói, tuy kinh này thâu nhiếp tất cả các pháp, nhưng ta cũng dạy rằng phạm hạnh chính là 37 phẩm trợ đạo. Thiện nam tử, nếu lìa khỏi 37 phẩm trợ đạo này thì không bao giờ có thể đạt được chánh quả thanh văn cho đến quả an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, không thể thấy được tánh Phật cùng quả của tánh Phật. Vì nhân duyên ấy nên phạm hạnh chính là 37 phẩm trợ đạo. Vì sao vậy? Tánh của 37 phẩm trợ đạo ấy là không điên đảo, có thể phá hoại sự điên đảo, là không thấy biết theo cách xấu ác, có thể phá hoại sự thấy biết xấu ác, là không sợ sệt, có thể phá hoại sự sợ sệt, là hạnh thanh tịnh, có thể khiến cho chúng sanh cuối cùng rồi sẽ thực hành đạt được phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, pháp hữu lậu cũng có thể làm nhân cho pháp vô lậu. Vì sao Như Lai không dạy rằng các pháp hữu lậu là phạm hạnh thanh tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả các pháp hữu lậu đều là điên đảo, nên không gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, pháp đệ nhất trong thế gian là hữu lậu hay vô lậu? Phật dạy: Thiện nam tử, đó cũng là hữu lậu. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, tuy pháp đệ nhất trong thế gian là hữu lậu, nhưng tánh của nó không điên đảo, vì sao không gọi là phạm hạnh thanh tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, pháp đệ nhất trong thế gian là nhân của pháp vô lậu, nên tương tự với vô lậu, vì hướng về vô lậu nên không gọi là điên đảo. Thiện nam tử, nhưng sự phát tâm của phạm hạnh thanh tịnh là tiếp nối mãi cho đến lúc chốt giáo, còn pháp đệ nhất trong thế gian chỉ là trong một niệm, nên không gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, năm thức của chúng sanh cũng là hữu lậu, không phải điên đảo, lại không phải trong một niệm, vì sao không gọi là phạm hạnh thanh tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, năm thức của chúng sanh tuy không phải một niệm nhưng là hữu lậu, lại là điên đảo, vì năm thức ấy làm tăng trưởng các lậu nên gọi là hữu lậu, vì thể của chúng không chân thật, vướng mắc vọng tưởng nên là điên đảo. Sao gọi là thể của năm thức không chân thật, vướng mắc vọng tưởng nên là điên đảo? Đối với những vật thật không phải nam nữ mà khởi sanh tư tưởng cho đó là nam là nữ, cho đến các thứ nhà cửa xe cộ bình bát y phục cũng đều như vậy, đó gọi là điên đảo. Thiện nam tử, tánh của 37 phẩm trợ đạo là không điên đảo nên gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát đối với 37 phẩm trợ đạo rõ biết chỗ căn bản, rõ biết nguyên nhân, rõ biết chỗ thâu nhiếp, rõ biết chỗ tăng trưởng, rõ biết pháp làm chủ, rõ biết pháp dẫn dắt, rõ biết pháp trỗi thắng, rõ biết pháp chân thật, rõ biết chỗ rốt ráo, thì Bồ Tát ấy gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, sao gọi là rõ biết chỗ căn bản cho đến rõ biết chỗ rốt ráo? Phật dạy: Thiện nam tử, lành thay, lành thay, Bồ Tát khởi lên sự thưa hỏi là vì hai việc: một là tự mình muốn biết, hai là vì muốn cho người khác biết. Này ông đã rõ biết, chỉ vì vô lượng chúng sanh chưa hiểu nên thưa hỏi việc này. Vì thế này ta ngợi khen ông lần nữa, lành thay, lành thay. Thiện nam tử, căn bản của 37 phẩm trợ đạo là sự ham muốn chân chánh tốt lành. Nguyên nhân của chúng là sự xúc chạm sáng suốt, tức là giải thoát xúc. Chỗ thông nhiếp của chúng là cảm thọ. Chỗ tăng trưởng của chúng là sự khéo suy xét. Pháp làm chủ là niệm, pháp dẫn dắt là định, pháp trỗi thắng là trí tuệ, pháp chân thật là giải thoát, chỗ rốt ráo là đại bát niết bàn. Thiện nam tử, sự ham muốn chân chánh tốt lành là căn bản của người tu tập từ khi mới bắt đầu phát khởi tâm đạo cho đến lúc đạt được quả an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cho nên ta nói rằng sự ham muốn chân chánh tốt lành là căn bản. Thiện nam tử, nhưng người thế gian nói rằng tham ái là nguồn gốc của tất cả khổ não. Việc ăn ban đêm là nguồn gốc của tất cả bệnh tật, sự tranh giành là nguồn gốc của tất cả những việc kiện tụng, sự hư dối là nguồn gốc của tất cả những việc xấu ác. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trước đây trong kinh này Như Lai có dạy không buông thả lười nhác là căn bản của tất cả pháp lành, nay lại dạy rằng sự ham muốn chân chánh tốt lành là căn bản, nghĩa khác biệt ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu nói về nhân sanh ra thì sự ham muốn chân chánh tốt lành là căn bản. Nếu nói về nhân thành tựu thì không buông thả lười nhác là căn bản. Cũng như người thế gian nói hạt giống là nhân của các loại trái cây, lại nói rằng hạt là nhân sanh ra, đất là nhân thành tựu, nghĩa ấy cũng giống như thế. Bồ Tát Ca Diếp bạch: Thế Tôn, trước đây trong các kinh khác Như Lai có dạy rằng Phật là căn bản của 37 phẩm, nghĩa ấy thế nào?
Phật dạy Thiện Nam Tử trước đây Như Lai có nói, chúng sanh khi vừa mới nhận biết thì Phật là căn bản của 37 phẩm, nhưng nếu tự chứng đắc thì sự ham muốn chân chánh tốt lành là căn bản. Bồ Tát Ca Diếp lại thử hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao sự xúc chạm sáng suốt, tức giải thoát xúc, được xem là nguyên nhân của 37 phẩm trợ đạo? Phật dạy Thiện Nam Tử, Như Lai có khi dạy rằng sự sáng suốt là trí tuệ, có khi dạy rằng đó là đức tin, nên giải thoát xúc cũng được hiểu là sự tiếp xúc phát khởi từ lòng tin. Thiện Nam Tử, do nhân duyên là đức tin nên gần gũi những người bạn lành, đó gọi là giải thoát xúc. Do nhân duyên gần gũi bạn lành mà được nghe chánh pháp, đó gọi là giải thoát xúc. Do nhân duyên được nghe chánh pháp nên thân miệng ý trở nên thanh tịnh, đó gọi là giải thoát xúc. Do nhân duyên ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh mà đạt được sự mưu sanh chân chánh, đó gọi là giải thoát xúc. Do nhân duyên mưu sanh chân chánh nên được giới làm thanh tịnh các căn. Do nhân giới làm thanh tịnh các căn nên vui thích ở nơi vắng vẻ yên tĩnh. Do nhân duyên vui thích ở nơi vắng vẻ yên tĩnh nên có thể khéo suy xét. Do nhân duyên khéo suy xét nên sống đúng theo chánh pháp. Do nhân duyên sống theo chánh pháp nên đạt được 37 phẩm trợ đạo, có thể phá trừ vô lượng phiền não xấu ác. Vì thế nên giải thoát xúc được xem là nguyên nhân của 37 phẩm trợ đạo. Thiện Nam Tử, cảm thọ được xem là chỗ thâu nhiếp. Khi chúng sanh cảm thọ có thể làm ra các việc thiện ác, cho nên cảm thọ gọi là chỗ thâu nhiếp mọi hành vi. Thiện Nam Tử, do nhân duyên là cảm thọ mà sanh ra các phiền não, 37 phẩm trợ đạo có thể phá trừ các phiền não ấy, cho nên gọi là cảm thọ, cho nên gọi cảm thọ là chỗ thâu nhiếp. Do nhân duyên là khéo suy xét nên có thể phá trừ phiền não, vì thế khéo suy xét được gọi là chỗ tăng trưởng của 37 phẩm trợ đạo. Vì sao vậy? Nhờ siêng năng tu tập mà đạt được 37 phẩm ấy. Nếu quán xét thì có thể phá trừ các phiền não xấu ác, nhưng cần phải nhờ ở sự chuyên tâm niệm tưởng, cho nên lấy niệm là pháp làm chủ. Cũng như ở thế gian, tất cả bốn loại quân binh đều tuân theo ý chủ tướng, 37 phẩm cũng vậy, đều tuân theo vị chủ tướng là niệm. Thiện Nam Tử, khi đã nhập định thì 37 phẩm có thể phân biệt rõ ràng tướng trạng của tất cả các pháp, cho nên lấy định làm pháp dẫn dắt. 37 phẩm này phân biệt tướng trạng các pháp, trí tuệ là hơn hết, cho nên lấy tuệ làm pháp trỗi thắng. Nhờ trí tuệ này mà rõ biết các phiền não, nhờ sức của trí tuệ mà phá trừ phiền não. Cũng như ở thế gian, bốn loại quân binh phá trừ quân thủ địch, hoặc có một, hai dũng tướng có thể làm được việc ấy. 37 phẩm cũng giống như vậy, nhờ sức của trí tuệ mà phá trừ được phiền não, cho nên lấy trí tuệ làm pháp trỗi thắng. Thiện Nam Tử, tùy nhân nơi sự tu tập 37 phẩm mà đạt được bốn thiền, các thần thông sự an vui, nhưng cũng không phải là chân thật. Chỉ khi phá trừ được tất cả phiền não, chứng đắc giải thoát rồi mới gọi là chân thật. Phát tâm tu tập theo 37 phẩm trợ đạo này, tuy có đạt được niềm vui ở thế gian và xuất thế gian, đạt được bốn quả sa môn và sự giải thoát, nhưng cũng không phải là rốt ráo. Nếu có thể dứt trừ cả việc tu tập 37 phẩm trợ đạo mới gọi là Niết Bàn, cho nên ta nói chỗ rốt ráo chính là Đại Niết Bàn. Lại nữa, Thiện Nam Tử, tâm ưa thích nhớ tưởng đến điều lành, tức là sự ham muốn chân chánh. Nhân nơi tâm ưa thích nhớ tưởng đến điều lành mà gần gũi bạn lành, cho nên gọi là giải thoát xúc. Đó là nguyên nhân. Nhân sự gần gũi bạn lành mà có cảm thọ tốt lành nên gọi là chỗ thâu nhiếp. Nhân sự gần gũi bạn tốt lành mà khéo suy xét nên gọi là chỗ tăng trưởng. Nhân nơi bốn pháp có thể sanh trưởng đạo pháp, đó là ham muốn chân chánh, niệm định và trí tuệ. Đây gọi là pháp làm chủ,